Ông test lại đi. Ông tự bật nhạc lại xem có bị rè nữa không. Bật chi nữa. Đây hả? Ừ. Thế vào luôn đi. Thôi tí nữa tự em ấy phiêu cũng được mà. Tôi vào được rồi đấy. Chị Ly à, nói bây giờ tí nữa là không nói được giống như thế đâu. Tí nữa không biết nói gì đâu. Chỉ biết ra đấy xong thì dạ ok các em. Giờ chị đi có một bài luôn chứ đúng không? Công ty trả được. Ủa ra được một cái kinh không thấy lúc nào chỉ mỗi kinh có mặt trên này không mình nhìn nó rất là to. Thế thì ngồi với cái cao lên chứ. Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với livestream lần thứ 15 của Access Trade. Và các bạn cũng biết là hôm nay là ngày 8 tháng 3 đúng không ạ? Vậy thì Thanh, và mình quên mất không giới thiệu cho các bạn, đây là một thành viên mới của livestream lần này là chị Ly. Chị là PIC chính cho các campaign về tài chính. Chị có thể giới thiệu qua về bản thân mình được không ạ? Chào tất cả các bạn, mình tên là Ly. Thì hiện tại thì mình đang take care cho các campaign về tài chính, thẻ tín dụng cho vay, và các cũng ngoài ra thì mình cũng có quản lý các campaign khác, nên các bạn có những cái câu hỏi gì á mà thắc mắc thì các bạn cứ đặt câu hỏi. Mình thì đang tập trung để gọi là tối ưu hóa cho các campaign này để tăng tỷ lệ việc cho các bạn. Rồi, đó là lời giới thiệu của chị Ly. Vậy thì hôm nay là ngày 8 tháng 3 nên là Thanh và Ly sẽ xin được gửi tới một lời chúc dành cho tất cả các bạn top mixer là nữ của hệ thống Access Trade. Chúc các bạn có một ngày 8 tháng 3 thật vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại thì chắc là có khá là nhiều bạn đã join vào trong phần livestream lần này rồi. Và chắc hẳn là trong số đó có rất là nhiều các bạn nam. Vậy thì các bạn publisher nam có thể gửi những cái lời chúc mừng tới các bạn publisher nữ của hệ thống Access Trade được không ạ? Bằng cách là comment xuống dưới livestream lần này để các bạn nữ có thể đọc được và cảm thấy có một chút gì đấy vui cho cái ngày 8 tháng 3 này. Không biết là mọi người có nghe rõ bên mình không ạ? Hiện tại thì là chắc là mọi người nghe rõ rồi đúng không ạ? Ok, mình đã thấy có khá là nhiều những cái lời chúc mừng dành cho tất cả các bạn publisher nữ của hệ thống Access Trade rồi. Ok, cảm ơn bạn Hiếu nhé. Mình đã nhận được lời chúc của bạn rồi ạ.
tiếp tục chương trình thì mình muốn nói qua về chương trình đua top sau Tết, bởi vì là mình đã có một thời gian nghỉ Tết khá là dài, và để mọi người có thể khởi động lại cho công việc affiliate trong năm mới thì hệ thống AccessTrade có đưa ra một cuộc đua top, đó là cuộc đua top chào xuân Mậu Tuất đẩy số cực chuất với tổng giá trị giải thưởng lên tới 10 triệu đồng cho toàn thể các bạn publisher. Và cuộc đua top này thì có cơ cấu giải thưởng là dành cho tất cả những các bạn publisher đạt được điểm AccessTrade Super Point cao nhất nhì 3, và 10 bạn publisher có số tài khoản may mắn được chọn ngẫu nhiên từ hệ thống sẽ được nhận những cái phần thưởng rất là hấp dẫn. Ví dụ như là giải thưởng đầu tiên, một giải nhất dành cho bạn có tổng AccessTrade Super Point cao nhất là trị giá 5 triệu đồng. Một giải nhì dành cho bạn AccessTrade Super Point cao thứ 2 trị giá 3 triệu. Và giải 3 là dành cho bạn có tổng số điểm cao thứ 3 trị giá 1 triệu. Và 10 giải may mắn dành cho các bạn, dành cho 10 bạn publisher có số tài khoản may mắn thì đó là một vé xem phim 100.000. Và các bạn publisher này thì mỗi một người sẽ chỉ được nhận quà một lần. Tức là nếu như các bạn đó đã được nhận một trong 3 giải thưởng nhất nhì 3 rồi thì sẽ không được có tên trong 10 bạn publisher có số tài khoản may mắn nữa. Và có một thông tin để giúp cho các bạn có thể đẩy số tốt hơn để chạy đua trong cuộc đua top này, đó là có một vài chiến dịch sẽ được nhân đôi số điểm tính cho AccessTrade Super Point. Một là FPT Shop, hai là Tiki và California. Các bạn nhớ 3 chiến dịch này nhé, để các bạn có thể lựa chọn những cái chiến dịch phù hợp nhất với đối tượng target của mình, cũng như là có thể thúc đẩy được cái số điểm AccessTrade Super Point của mình cao hơn nữa. Hiện tại thì mình thấy có một vài bạn nói là tiếng ok rồi, nhưng cũng có một vài bạn nói là tiếng khá là nhỏ. Thì các bạn giúp mình là điều chỉnh lại âm thanh ở trên thiết bị của các bạn, xem là có thể do là thiết bị của mình đang để âm lượng nó khá là nhỏ ấy, nên là nghe nó không được rõ. Vậy thì để hỗ trợ cho các bạn chạy cho chương trình đua top này thì bên mình cũng sẽ giới thiệu qua về những cái chương trình khuyến mãi lớn trong dịp từ mùng 8 tháng 3 này cho đến hết tháng nhé. Đầu tiên á, là chiến dịch Nguyễn Kim. Chiến dịch Nguyễn Kim thì là có ưu đãi mua online rẻ hơn với khoảng tối đa là được ưu đãi giảm giá 2 triệu đồng, thì là cho những đơn hàng trên 40 triệu. Và những cái khuyến mãi này thì không áp dụng cho laptop, máy ảnh, gia dụng và TV của thương hiệu Sony. Có nghĩa là những thương hiệu khác đều được áp dụng khuyến mãi. Thì ví dụ như là đơn hàng từ 6 triệu đến 9 triệu thì sẽ được khuyến mãi 100.000. Đơn hàng mà trên 40 triệu thì sẽ được khuyến mãi là giảm giá 2 triệu đồng cho chiến dịch Nguyễn Kim. Thì các bạn chú ý nhé. Ngoài ra thì chị bên AccessTrade có gửi email cho các bạn về những cái thông tin là những cái sản phẩm trên Nguyễn Kim mà được nhiều người mua nhất và giảm giá nhiều nhất, thì các bạn có thể sử dụng những cái thông tin này để lên trang của mình để chiến dịch của mình được hiệu quả hơn. Ok, chương trình khuyến mãi thứ hai đó là chương trình của bên Ion, đó là chương trình chúng iPhone X mỗi tuần với Ion Shop. Và chương trình này được áp dụng từ ngày 5 tháng 3 cho đến ngày 1 tháng 4 với 4 đợt tất cả. Đợt đầu tiên là từ ngày 5 tháng 11 từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 3. Thứ hai là từ 12 cho đến 18 tháng 3. Đợt thứ ba là bắt đầu từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 3, và đợt cuối cùng là bắt đầu từ ngày 26 đến 1 tháng 4. Thì đây là một chương trình khá là hấp dẫn của Ion Mall. Thì các bạn có thể sử dụng chương trình này để đẩy chạy quảng cáo cho mình tốt hơn nữa. Lúc nãy thì mình cũng có quên mất một thông tin rất là thú vị cho các bạn. Đó là ngày hôm nay là ngày 8 tháng 3, thì ngoài việc là ngày của phụ nữ thì bên mình cũng là ngày mà thanh toán cho doanh số tháng 1 này cho tất cả các bạn publisher. Vậy thì các bạn nam không còn phải lo về ngân sách làm sao để có thể có thêm một chút chi phí để có thể mua quà cho những người phụ nữ thân thương của mình, đúng không ạ? Thì mọi người hãy nhớ để ý điện thoại nhé, biết đâu một vài giây nữa sẽ nghe thấy tinh tinh của AccessTrade gửi tới ạ. Để mình tạm ngưng chương trình mình trong giây lát nha, để mình chỉnh lại âm thanh cho các bạn nghe rõ hơn.
có bạn nói là nhỏ kìa. Có, nhưng mà có bạn nói ok. Ok, alo, alo 1234, mọi người có nghe rõ không ạ? Bây giờ có còn bị tiếng nhỏ nữa không ạ? Giờ nghe rồi. Nghe rồi là có tiếng nhưng mà tiếng nghe rõ không ạ? Ok, vậy thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu thêm về các chương trình khuyến mãi của bên mình nhé. Ok, tiếp theo thì là chiến dịch Citibank nha các bạn. Chiến dịch Citibank thì hoa hồng lên tới khoảng 220.000 một lít chất lượng, và thời gian phê duyệt là 4 tuần, là 1 tháng. Thì Citibank trả lời mình khá là nhanh nên các bạn có thể đẩy chiến dịch này. Nhưng mà chiến dịch này thì các bạn có một số cái yêu cầu để đạt kết quả lead cho tốt, là sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Thì lưu ý là khách mình nên có giấy tạm trú và hộ khẩu để Citibank có thể gọi ra kiểm tra lại. Chú ý là chất lượng lead sẽ cao hơn nếu mà khách ở các quận và khu vực Hà Nội 1, là tại vì những khách đó thì là họ sẽ có đủ giấy tờ và cái lương của họ sẽ cao hơn. Thì là chú ý cho các bạn chạy ad. Thu nhập thì nên ổn định trên 8 triệu và hình thức nhận lương là chuyển khoản. Tuổi thì trên 21 tuổi, có hợp đồng lao động và đồng ý mở thẻ Citibank là được, là mình tính là một lead. Thì lưu ý mà để tăng tỷ lệ duyệt cho cái chương trình này á, thì là nếu các bạn chạy ad thì nhớ chạy đúng vị trí là Hồ Chí Minh, Hà Nội. Tại vì nếu mà các bạn chạy sai á, thì là mình sẽ tốn tiền hơn, sai vị trí á, thì sẽ tốn tiền hơn. Và nhắm cái đối tượng mà tỷ lệ duyệt cao hơn là nhân viên văn phòng, thì các bạn chạy thì nhắm tới đối tượng này nha. Thì City hiện tại á, cái có thẻ tín dụng cashback á, là đang có tặng một chuyến đi thẻ Grab trị giá tới 3 triệu đồng, hoặc là cái đồng hồ fossil, hoặc là vali. Thì chuyến Grab chắc là nhiều người quan tâm hơn. Rồi ngoài ra thì còn có nhiều gọi là sản phẩm và dịch vụ được giảm giá nếu mà bạn sử dụng thẻ Citibank. Vậy là thẻ Citibank hiện tại bây giờ là sẽ có nhiều những cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn tới người dùng hơn, đúng không chị? Và ngoài, bởi vì như ngày trước ấy thì Citibank họ chỉ có một sản phẩm tặng cho khách duy nhất thôi, đúng rồi, có thể là Grab hoặc là đồng hồ hoặc là vali, đúng không? Nhưng mà đợt này thì là khách người ta có thể lựa chọn nhiều những cái dạng cái sản phẩm phù hợp với mình hơn. Thì việc này sẽ là giúp cho các marketer chạy được những cái lead về tốt hơn, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, thì như trên chị Ly đã vừa giúp cho các bạn có những thông tin để mình làm sao target được đối tượng tốt nhất, phù hợp đúng cái điều kiện của bên Citibank nhất. Thì mọi người hãy nhớ ghi lại những cái thông tin này nhé, để mình có thể set up lại những cái chương trình quảng cáo hay là những cái content mình đang chạy cho Citibank để mang lại những cái lead chất lượng nhất. Bởi vì hiện tại bây giờ trên hệ thống AssetTrade thì Citibank là một trong những campaign tiềm năng về tài chính và giúp mang lại cho các bạn những doanh thu về ngành tài chính là tốt nhất. Thông tin tiếp theo thì Thanh và chị Ly cũng muốn mang đến cho các bạn đó là những cái tổng hợp xu hướng affiliate cho năm 2018. Đây sẽ là những cái định hướng rất là tốt giúp cho các bạn nhìn nhận được tổng quan về ngành affiliate, cũng như là có được cho mình cái kế hoạch tốt nhất làm sao để đẩy cho doanh thu năm 2018 này tốt hơn. Mình sẽ tổng hợp qua những xu hướng năm nay. Thứ nhất đó là báo cáo tốt hơn từ Advertiser và Affiliate Network trong năm 2018. Xu hướng thứ hai là Affiliate Marketing theo thị trường ngách. Xu hướng thứ ba là phần Cross-Check Device Checking cho năm. Và tiếp theo sẽ là phần làm Affiliate Marketing đến năm nay sẽ quay trở lại hình thức SEO. Xu hướng tiếp theo là các advertiser sẽ tăng cường quản lý thương hiệu của mình kỹ càng hơn, và influencer sẽ là một trong những publisher tiềm năng cho năm nay. Thì và xu hướng cuối cùng sẽ là phần automation. Đây là một trong những hình thức mà khá là nhiều các bạn đã sử dụng, đặc biệt
chắc là một trong những hình thức đầu tiên sẽ là chatbot đúng không ạ? Ừ. Thì chắc nên là mọi người có thể cùng xem qua những cái xu hướng này nhé. Bên mình sẽ bắt đầu đi vào chi tiết của từng xu hướng. Đầu tiên là báo cáo tốt hơn từ advertiser và affiliate network. Thì mọi người cũng biết được là việc các advertiser, việc mà các bạn publisher chạy affiliate thì cần rất nhiều thông tin về data, và các nhà cung cấp lớn như Lazada mà có thể cung cấp cho các bạn được những cái dữ liệu về quy mô của ngành hay là thói quen của người tiêu dùng sẽ giúp cho các bạn publisher có được những cái tư liệu chi tiết hơn và giúp cho các bạn tối ưu tốt hơn cho cái chiến dịch của mình. Và các bạn cũng biết là trong năm ngoái, năm 2017 thì là năm mà chúng ta đã tập trung rất là nhiều về các dữ liệu mang tính chiều sâu, như là về real time này, rồi là về thông tin sản phẩm. Thì với xu hướng ngày càng có nhiều báo cáo chi tiết từ các nhà cung cấp thì sẽ giúp cho các bạn publisher dễ dàng hơn trong việc là vẽ ra được cái chân dung của khách hàng của mình, target được đúng tệp đối tượng trong khi mà setup quảng cáo, hay là cũng như có những cái lựa chọn đúng về ngành hàng. Thì dưới đây sẽ là những cái ngành hàng được dự báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong năm 2018. Đầu tiên sẽ là ngành điện thoại, máy tính bảng, ngành điện tử, đồ gia dụng, phụ kiện công nghệ, thời trang mỹ phẩm, mẹ và bé, du lịch khách sạn, vé máy bay, sách, sức khỏe thẩm mỹ, và cuối cùng là tài chính. Thì mọi người có thể nắm rõ được là những cái thông tin về ngành như thế này để có thể lên được kế hoạch chạy chiến dịch cho mình tốt hơn. Xu hướng thứ hai của cái tiếp thị liên kết thị trường hiện nay đó là thị trường ngách. Có nghĩa là nhiều bạn mới bắt đầu á, thì là các bạn sẽ có xu hướng là chọn một cái thị trường quá rộng. Thì cái thị trường quá rộng này á, mình không có thể nào gọi là đa tài mà để tiếp cận một cái lượng khách hàng cao như vậy. Thì các bạn hãy thu gọn lại trong cái khả năng của mình và trong cái những cái mà mình sẵn có. Lấy ví dụ ha, bạn định hướng là làm website affiliate về review phim, thì đầu tiên bạn có thể không review tất cả các loại phim mà chỉ tập trung vào một loại phim như phim kinh dị chẳng hạn. Xong sau đó thì bạn mới làm tốt về cái mảng phim kinh dị, bạn review tốt hết tất cả mọi thứ, bạn biết hết tất cả rồi, bạn có thể mở rộng ra và bạn chuyển ra các loại phim khác như là phim hài hoặc phim lãng mạn. Thì đi như vậy thì nó sẽ an toàn hơn cho các bạn, và một phần nữa là bạn sẽ biết được cái và cái kết quả, cái tỷ lệ thì nó sẽ tốt hơn là bạn đi thị trường quá rộng mà bạn phải tìm hiểu một cái thông tin quá lớn. Thanh có thể chia sẻ cái xu hướng thứ ba của bên mình được không? Dạ. Xu hướng thứ ba đó là xu hướng cross check device checking. Thì các bạn cũng biết là đối với một người tiêu dùng thì họ có thể xem những cái sản phẩm của bên nhà cung cấp cũng như chương trình khuyến mãi của nhà cung cấp hay là thông tin của nhà cung cấp trên rất là nhiều thiết bị. Có thể là buổi sáng họ sử dụng máy tính để xem qua những cái chương trình khuyến mãi, nhưng mà đến tối thì khi mà họ bắt đầu phát sinh nhu cầu mua hàng, mua sắm thì có thể là họ đang ngồi ở một nơi nào đấy không phải là bên cạnh máy tính của mình, hay là có thể là đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên nhớ ra là mình cần phải mua một cái sản phẩm nào đó từ bên Alay rồi, hay Lazada hay Tiki hay là bất kể một nhà cung cấp nào, thì họ sẽ sử dụng những cái thiết bị mà đang gần với họ nhất, ví dụ như là điện thoại chẳng hạn, và để có thể phát sinh cái mua sắm của mình. Vậy thì đối với như những năm trước thì việc checking sẽ chỉ checking trên một thiết bị và lưu cookie trên thiết bị đó, dẫn đến là cái việc ghi nhận cho cái việc mang lại khách hàng của các bạn publisher sẽ rất là khó khăn. Tuy nhiên thì việc checking trên nhiều thiết bị đang được các affiliate network cực kỳ quan tâm, và chính vì vậy mà càng có nhiều đơn vị tập trung vào khai thác sức mạnh của cross check device checking, theo dõi chéo thiết bị cũng giúp cho các nhà quảng cáo có thể sử dụng được cái việc remarketing cho các khách hàng mới chưa mua hàng sau khi đã click vào việc vào xem sản phẩm của mình. Xu hướng thứ tư á, là lại quay trở về là SEO, xu hướng trong năm 2018. SEO thì trong các hình thức mà marketing á, thì SEO là một hình thức mà digital marketing có thể nói là khá bền vững nhất hiện nay. Thì trong một số nghiên cứu thì chỉ ra rằng website của bạn tiếp cận với khách hàng bằng organic search, tức là khách hàng chủ động tìm vào website của bạn á,
thì tỷ lệ chuyển đổi và tỷ lệ duyệt cao hơn so với lại cái khách hàng mà bạn phải trả tiền. Nên các bạn chú ý tập trung là làm SEO cho cái trang web của mình thiệt tốt, và cũng là nội dung của trang web mình viết những cái nội dung mà các khách hàng của mình, bạn sẽ đứng trên phương diện là khách hàng của mình, và có khách hàng mình muốn đọc những nội dung như thế nào thì bạn chỉnh sửa và bạn làm những nội dung content đó phù hợp với khách hàng của mình để tăng hiệu quả nha. Rồi tiếp theo sẽ là xu hướng thứ 5, thì đây là việc mà các trong năm nay thì các advertiser sẽ tăng cường quản lý thương hiệu của mình tốt hơn. Như các bạn biết là trong thời điểm mới đầu của internet thì cái việc mà quản lý về thương hiệu cũng chưa được chặt chẽ, dẫn đến là có rất là nhiều những trường hợp các bạn publisher đã sử dụng thương hiệu của nhà cung cấp để quảng bá không được với nội dung không được tốt, gây nhầm lẫn, hiểu nhầm cho khách hàng. Thì bắt đầu từ năm nay cái việc tăng cường quản lý thương hiệu của mình từ các nhà cung cấp nó sẽ tốt hơn. Ví dụ như các bạn cũng có thể thấy chỉ là từ cuối năm ngoái là cái việc này mà quản lý thương hiệu của mình đã bắt đầu manh mún xuất hiện ở trên AccessTrade rồi. Từ việc là quản lý về brand name, cái việc mà chạy brand name của mình thông qua các kênh quảng cáo, hay là việc sử dụng content đưa chương trình khuyến mãi ra cho khách hàng có đúng hay không, thì bên mình đều đã đưa ra những rất là nhiều quy định để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về việc chạy affiliate thế nào là đúng, cũng như là tránh xảy ra những cái trường hợp mà rủi ro thiếu sót dẫn đến là cái việc mà mình đã mất công chạy ra nhiều chuyển đổi rồi nhưng cuối cùng lại không được chấp nhận từ nhà cung cấp thì nó rất là phí và mất công các bạn đã chạy. Thì đó là xu hướng thứ 5 cho năm nay. Và xu hướng thứ 6 là về influencer, thì mời chị Ly ạ. Xu hướng thứ 6 là influencer. Influencer có nghĩa là mình sẽ là người ảnh hưởng trên mạng xã hội đối với lại các người mua hàng. Thì theo nghiên cứu chỉ ra rằng thì là 71% các nhà marketer sử dụng influencer marketing là phương pháp chiến lược, và trong khi đó chỉ có 67% các marketer sử dụng muốn sử dụng influencer để kích thích hành vi khách hàng. Thì influencer có nhiều loại, thì các bạn KOL nổi tiếng cũng là một dạng influencer. Thì các bạn có thể là review về một cái sản phẩm nào đó, tùy theo cái ngành. Ví dụ như là ngành điện tử thì các bạn có thể review về điện thoại, hoặc là các bạn có thể review về mỹ phẩm. Thì trong năm 2017, influencer đã thực sự là một cơn sốt và tạo ra đông đảo một cộng đồng marketer quan tâm về cái influencer này, nên dự báo là trong 2018 nó sẽ là một xu hướng rất là quan trọng. Và xu hướng cuối cùng của hôm nay đó là xu hướng thứ 7, chatbot, xu hướng automation. Thanh chia sẻ chút xíu về automation đi Tâm. Mình sẽ nói về cái xu hướng cuối cùng trong ngành affiliate năm nay, đó là xu hướng về automation. Thì với sản phẩm đầu tiên đó là chatbot, thì do hoạt động chủ yếu trên các nền tảng truyền thông xã hội nên chatbot có thể tiếp cận tương đối được một lượng đối tượng khá là lớn. Và điểm đặc biệt của chatbot đó là nó sẽ mang lại được nguồn khách hàng mới cho thương hiệu của bạn nhờ khả năng nắm bắt về nhân khẩu học mới, hay là do được tích hợp trên nhiều ứng dụng nhắn tin mà chúng ta có thể giúp bạn, mà chúng sẽ giúp bạn phục vụ được khách hàng hiệu quả hơn. Từ đó thì lần lượt mở ra các cơ hội mới giúp cho các bạn có thể nâng cao được doanh số bán hàng. Thì các publisher khi làm affiliate cũng hiểu được điều này và ứng dụng nó vào trong quá trình chăm sóc khách hàng để giống như là sẽ tạo ra được một cái phễu mang đến cho mình những cái lựa chọn đối tượng đúng với đúng với cái sản phẩm mà mình muốn target tới hơn. Và chatbot biến cái thương hiệu của người chủ động trong việc tiếp cận, biến cho thương hiệu chatbot là sẽ giúp cho người chủ động hơn trong việc tiếp cận khách hàng. Và với tất cả những lý do đó thì chatbot sẽ là xu hướng chắc chắn sẽ được nhiều publisher sử dụng trong năm nay. Thì tất cả những cái thông tin ở trên là những cái thông tin về xu hướng của affiliate trong năm 2018. Và bây giờ sẽ là thời điểm để các bạn có thể được diện kiến
khách mời của ngày hôm nay, đó là bạn Trà. Mình xin mời bạn Trà. Chào các bạn. Hôm nay ngày 8 tháng 3 mình chúc các bạn nữ ngày 8 tháng 3 vui vẻ, đạt nhiều doanh thu mới trong tháng 3 này nha. Cảm ơn Trà đã tham gia với Accessory hôm nay. Thì hôm nay thì mình sẽ có buổi trò chuyện với bạn Trà. Bạn sẽ chia sẻ, tại vì hiện tại thì bạn Trà cũng chạy một số chiến dịch về tài chính. Thì bạn đã đạt được thành công khá là lớn nên Accessory có mời bạn tham gia. Bạn sẽ chia sẻ cách bạn chạy target như thế nào và những lời khuyên cần chú ý cho các bạn publisher mới tham gia là như thế nào. Thì nếu mà các bạn có những câu hỏi nào thì các bạn cứ chat comment lên đây rồi mình sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn nha. Thì câu hỏi đầu tiên của Accessory cho Trà là: khi mà bạn có thể chia sẻ được bạn chọn target như thế nào trong quảng cáo Facebook để bạn chạy chiến dịch tài chính? Khi mà các bạn chọn một cái chiến dịch tài chính, các bạn thường có lên cái trang Excel của mình để xem cái điều kiện và những cái mà quy tắc mà bên cái chiến dịch đó đặt ra. Ví dụ như các bạn thấy là đối tượng là dao động từ 22 cho tới là 45 tuổi, là mình sẽ chọn theo đúng cái đối tượng người ta đã đưa ra là 22 cho đến 45 tuổi. Rồi song song đó thì ví dụ như một cái chiến dịch chỉ tốt tôi đồng, mấy bạn thấy là quảng cáo hầu như là sẽ toàn quốc, nhưng ngoại trừ Hải Phòng và các huyện đảo, thì các mình thì mình nên chọn là toàn quốc ngoại trừ là Hải Phòng và các huyện đảo ra. Thì song song đó thì cái chỗ mà target đối tượng thì quan trọng ở một cái là mấy bạn sẽ chọn ra những cái đối tượng phù hợp với mình chạy. Ví dụ như những người vay tiền đi, họ có cái nhu cầu vay thì mình sẽ quảng cáo đến những người có nhu cầu vay đó. Ví dụ như mình thường thì mình chọn ví dụ như những người có cái sở thích của họ là vay tiền. Tại sao? Tại vì họ có sở thích vay tiền nên họ mới có cái nhu cầu vay. Thì song song đó là tại cái đó là mình chọn theo sở thích, rồi mình sẽ chọn theo những cái thứ mà ví dụ như nói chung là vay tiền á, là cái mảng đó là bên cái đó hầu như ai cũng có nhu cầu hết. Nói thiệt là Trà lúc trước Trà cũng có nhu cầu, nên nói chung là mình sẽ quảng cáo càng rộng càng tốt, quảng cáo đến những người mua sắm, những người thích mua sắm, công nhân, không phải là khu công nghiệp, tại khu công nghiệp mà có chứa nhiều công nhân. Thì song song đó thì mình đã chọn hết các target đối tượng xong, thì song song phía bình thường của mình đó là chọn đối tượng xong, mình sẽ xem cái đối tượng mình hướng tới là bao nhiêu người, là của mình là khoảng là 32 triệu người. Dạ vâng ạ. Thì mình sẽ xong đó thì mình sẽ cho chạy các đối tượng đó. Nhưng mà chú ý các bạn, chỗ chọn cái đối tượng á thì mình có thể chọn theo sở thích, tại vì hầu như là ví dụ như mình lên mình thường thường mình thích cái trang gì thì mình sẽ vào cái trang fanpage đó mình like, thì là mình ném giờ mình sẽ thích trang đó. Ví dụ như mình thích cái trang là vay tiền đi, những ai vay tiền mà chọn cái sở thích vay tiền là mình sẽ gặp những cái quảng cáo vay tiền. Thì quan trọng là như vậy. Thì song song đó thì target đối tượng xong thì mình sẽ lựa chọn cái đối tượng, lựa chọn số tiền quảng cáo cho phù hợp, rồi mình sẽ làm viết cái bài content, rồi lựa chọn hình ảnh cho phù hợp với cái bài quảng cáo của mình. Khi mà bạn lựa chọn hết các target như vậy á, rồi bạn lựa chọn sở thích á, thì bạn có phân tích là hành vi khách hàng và chân dung khách hàng của bạn là ai không? Có nghĩa là bạn phải suy nghĩ coi là người đó như thế nào, người đó muốn cái gì, và người đó bạn có phân tích họ như có. Ví dụ như mình đặt mình là khách hàng đi, mấy bạn cũng là khách hàng đi, mấy bạn sẽ lướt Facebook của mình, lướt trên bản tin của mình, rồi các điều gì khiến cho bạn mà đang lướt cái bản tin mà dừng lại để mấy bạn đọc một cái nội dung. Thì cái điều quan trọng theo Trà được biết đó là hình ảnh hoặc cái video hoặc cái gì mà gọi là nói chung là những cái tin chặt này kia, những cái thứ hấp dẫn, tin sốc để khiến mình dừng lại, là cái đó mình phải thiết kế một cái hình ảnh làm sao mang tính chất marketing khiến cho họ dừng lại trước. Rồi xong khi họ dừng lại cái hình ảnh đó rồi, họ sẽ đầu tiên họ sẽ nhìn lên phía bên trên là cái bài content của mình.
bài content là mình phải viết ngắn gọn, nhưng mà mình phải viết content làm sao mà kích thích cái nhu cầu của họ, khiến cho họ nhắc vô một cái nút là đăng ký ngay. Thì sau khi họ nhắc vào nút đăng ký ngay, nó sẽ ra thêm một cái trang landing page để mình chốt sale. Landing page thì đòi hỏi, nói chung là các bạn phải thiết kế càng đơn giản càng tốt. Nói chung tại vì vay thì họ hầu như họ không có đọc, họ chỉ muốn là nhanh, đơn giản, tiện, càng nhanh càng tốt. Rồi xong họ sẽ click vào cái trang landing page và họ sẽ đăng ký. Thì mình có những cái yếu tố nào để giúp tỷ lệ chuyển đổi cao hơn so với lại... Dạ vâng ạ, thì nói chung là cái này là cái quan trọng á, ở quảng cáo cái chỗ là CBL bên mình. Tại vì bên mình CBL là chủ yếu là bên mình là quảng cáo theo kiểu là đường tiền firm và hút data khách hàng. Thì trên Facebook á, nói chung là có rất là nhiều dạng quảng cáo. Nhưng mà quảng cáo hiện nay được gọi là được nhiều người sử dụng trước nhiều nhất á, là có hai loại là quảng cáo theo tương tác và quảng cáo theo gọi là lead chuyển đổi. Thì trên Facebook nó ngộ lắm các bạn, nó sẽ phân chia người dùng á, thành rất là nhiều kiểu, trong đó có hai kiểu chính á, là kiểu người dùng rất thích tương tác, và kiểu thứ hai là người dùng rất thích gọi là hành động. Người dùng rất thích tương tác là sao, là họ sẽ rất tích cực like, share và chia sẻ. Và người dùng á, hết hành động á, là họ chỉ họ mua thôi, họ không hỏi gì thêm, họ không like và họ không bao giờ họ chia sẻ. Thì quảng cáo của mình á, hầu như á, là mình sẽ quảng cáo điện phơ, mình sẽ chọn quảng cáo theo kiểu là chuyển đổi, quảng cáo chuyển đổi lớn một trang web để mình thu data của họ. Thì ngoài những điểm trên á, thì có cỡ điểm nào cần chú ý cho các bạn publisher mới khi các bạn mới tham gia để chạy một chiến dịch nào đó không? Chạy chiến dịch là chạy tất cả chiến dịch hay chạy chiến dịch điện phơm hả chị? Dạ, thì như mình đã chia sẻ lúc đầu á, thì cái chỗ mà hai cái đối tượng là quảng cáo theo tương tác và quảng cáo theo tỷ lệ chuyển đổi á, thì các bạn mới vô á, thì các bạn nên quảng cáo theo tỷ lệ chuyển đổi. Thì song song đó, các bạn mới vô, các bạn nếu quảng cáo hiệu quả, các bạn phải biết cách thiết kế một cái hình ảnh mà chuẩn để quảng cáo là 1200 nhân 628 pixel. Thì cái hình ảnh là hình ảnh chuẩn của Facebook. Và cái thứ hai mà khiến cho cái hình ảnh của mình với nội dung của mình đó, thứ nhất là tương tác gọi là tiếp cận khách hàng tốt, không bị Facebook khóa, là hình ảnh chỉ không quá 20% chữ không quá 20% của hình ảnh. Thì trên hình ảnh mình phải liệt kê ra những thứ ví dụ như là tạo cho người ta sự dễ dàng, thứ hai là tạo cho người ta sự nhanh chóng, và thứ ba là tạo cho người ta cái sự là hăng hụt hăng quen dễ. Còn những điểm nào cần chú ý của newbie không? Cho các bạn publisher mới như là nếu mà mình mới chọn chiến dịch thì mình nên chạy khoảng bao nhiêu tiền, hoặc là mình nên test những thứ gì để cho mình đảm bảo cái gọi là cái độ an toàn khi mà mình chạy. Dạ vâng ạ, thì nói chung á, thì các bạn mới á, thì các bạn sẽ đầu tiên bắt chặn các bạn muốn chạy một cái chiến dịch nào, các bạn nói chung là tất cả chiến dịch chứ không phải là chiến dịch của bên CBL Điền Phơm không. Thì các bạn phải test cái chiến dịch cho mình. Thứ nhất á, test cái đối tượng của mình có phù hợp hay không, mình có chọn đúng cái đối tượng cho cái sản phẩm của mình hay không. Cái thứ hai á, là mình phải test cái hiện tại cái ngân sách của mình bao nhiêu để mình phân chia cho nó phù hợp. Thì thường của chà một cái chiến dịch mới á, hay một cái bài quảng cáo mới hay là một cái đối tượng mới á, chà thường test cho mình khoảng chừng 2 đến 3 ngày. Mỗi ngày bình quân là khoảng chừng dao động từ 50 cho đến 100 ngàn mình test. Nếu mà trong vòng 3 ngày á, mà cái tỷ lệ của mình nói chung là so với cái số tiền mà chi quảng cáo á, nó sẽ có lợi nhuận á, thì các bạn là cái đối tượng các bạn á, là ok, các bạn cứ chạy tiếp. Nhưng mà nếu mà tới một cái 3 ngày đi, mà số tiền quảng cáo của bạn ví dụ như chi ra 500 mà thu lợi nhuận khoảng 300, thì mình khuyên các bạn thứ nhất các bạn xem lại cái chỗ cái đối tượng của mình có chọn đúng hay chưa. Thứ hai á, thì các bạn xem lại cái hình ảnh và cái nội dung của mình có chốt sale để cho người ta click vào cái đường link đó hay chưa. Được không? Cảm ơn bạn. Để mình coi các bạn có câu hỏi gì đặt cho Trà không nha. Rất nhiều câu hỏi. Ok. Hồi nãy Trà có nói quy mô, bạn Lô Văn Võ hỏi là quy mô khách hàng anh thường để bao nhiêu? Quy mô khách hàng á, của Trà thường để là 32 triệu người. 32 triệu người, chỉ trên kênh Facebook thôi nha bạn. Trên kênh Facebook, trên một chiến dịch là 32 triệu người. Bạn Khương,
Khương Nguyễn hỏi là nó chạy thẳng vào landing page hay là chạy vào một bài viết bài bạn? Câu này mình không có chi tiết lắm, trẻ có bạn hỏi không? Thường á chị, thường á bạn thì mình sẽ chạy quảng cáo qua một cái trang landing page để mình chốt sale. Tại vì trên landing page mình sẽ đưa ra những cái điều kiện để cho họ nắm được cái thông tin. Sau khi họ nắm cái thông tin, họ đăng ký, nó cái tỷ lệ nó sẽ chắc hơn. Chắc hơn khi mình là chở trực tiếp qua bên kia. Với lại nếu mà các bạn mới vào á, các bạn phải đua top thì các bạn phải chở qua landing page hoặc website để các bạn có điểm để đua top. Mạnh Sầm hỏi là Trà có dùng chatbot không? Chào bạn, thì chatbot thì mình chỉ tìm hiểu sơ sơ và mình chưa có áp dụng cái trên landing page, cái trang Facebook của mình. Ok. Bạn Lô Văn Võ hồi nãy có hỏi là anh chọn hình thức quảng cáo tương tác chạy về web hay là quảng cáo tin nhắn? Chào bạn Võ ha, thì mình có nói là trên Facebook nó sẽ chia làm hai dạng người. Một dạng người thích tương tác, không bao giờ họ hành động và không bao giờ họ mua hàng. Và một dạng người á, thích hành động, không bao giờ họ tương tác, họ là những người họ mua hàng. Thì trên Facebook có hai loại quảng cáo là quảng cáo tương tác và quảng cáo lead lên cái website. Thì quảng cáo tương tác là dành cho những người thích tương tác. Đa số là những người thích tương tác sẽ thấy những cái bài quảng cáo tương tác. Những người hành động sẽ thấy những được cái chỗ và cái quảng cáo lead lên website. Thì thường á, thì Trà á, thì quảng cáo theo kiểu là lead lên website. Là quảng cáo này tại vì Facebook á, tập trung quảng cáo lead đưa đến những cái người thích hành động hơn là những người thích tương tác. Nên bởi vì Trà không sử dụng chatbot là tại vì đa số cái quảng cáo của Trà họ không hỏi, họ không nhắn tin không gì hết, họ chủ yếu là nhấp vào đăng ký luôn. Rồi. Bạn Lô Văn Võ có một câu hỏi nữa. Đây cũng là chắc là câu hỏi cuối ha, tại vì chương trình của mình cũng sắp tới giờ kết thúc. Đó là giá thầu trung bình một tương tác của anh là khoảng bao nhiêu vậy? Cái này thì theo kinh nghiệm của Trà nha, thì giá thầu thì lúc trước thì Trà mới vào quảng cáo Facebook á, thì Trà thấy giá thầu càng ít thì mình càng khỏe. Nhưng mà thật sự ra khi mà mình quảng cáo, các bạn thấy ví dụ như giá cầu thích, giá thầu cái chỗ lít thôi mà tương tác nó ít, nhưng mà tỷ lệ chuyển đổi của mình không có thì chứng tỏ là mình không thu được gì. Nhưng mà các bạn thấy nếu mà cái giá hầu của mình cao mà tỷ lệ chuyển đổi mình tốt có thì mình cứ để giá hầu cao, tại mình vẫn còn đời mà. Thì Trà thường thường cái giá hầu của Trà thường thường là 200 đến 300, nên sinh ra cái chất lượng nó rất là cao. Ok, 200 tới 300 nên chất lượng cao rồi. Bạn Trần Văn Lên hỏi là chốt sale cho một bài viết chuẩn từ ảnh đến bài viết như thế nào ạ? Thì chào bạn Lên ha, thì ví dụ như bạn thấy là thường thường á, bạn lên Facebook bạn muốn mua sản phẩm hay bạn muốn đăng ký một cái dịch vụ nào đó, bạn có để ý là thứ nhất cái gì khiến cho bạn đăng ký, thứ hai là sự dễ dàng. Cái thứ nhất là dễ dàng, cái thứ hai là nhanh, thích hợp với bạn, thứ ba là đúng nhu cầu của bạn. Thì giờ nếu mà bạn thấy những cái dịch vụ đó mà khiến cho bạn hài lòng, không có một cái mặt xấu nào cả, thì bạn có muốn đăng ký vay không? Không phải đăng ký mua hay sử dụng sản phẩm đó không? Thì bạn cứ làm sao cho người ta biết là tạo ra cho người ta cái sự dễ dàng và nhanh chóng. Okay. Có nghĩa là các bạn hãy tập trung vào đặt mình vào khách hàng. Cương vị là khách hàng. Dạ vâng. Thì thí dụ như là bạn target cho các khách hàng về mua sản phẩm điện thoại hay là cho vay, thì mình cứ đặt mình vào cương vị khách hàng. Xong sau đó thì mình tạo những content và trang landing page làm sao để chốt. Nếu mà mình có muốn mua hàng thì khách cũng muốn mua hàng. Bạn Linh Thùy Lê hỏi là chi phí ít nhất Trà bỏ ra khoảng bao nhiêu, nhưng mà cái chi phí này là chi phí trên chắc ý của bạn Linh đó là chi phí bỏ ra trên một chiến dịch trong vòng một tháng đúng không ạ? Thì hiện tại Trà quảng cáo bên lĩnh vực tài chính đó, thì chi phí bỏ ra của Trà dao động từ 10 đến 12 triệu trên mỗi tháng. Thì bạn cứ tính ra thì mình vẫn còn lợi nhuận là gấp 2 hoặc gấp 3 lần. Cho chị hỏi một cái, đó là khi mà sau bao nhiêu tháng Trà test mà Trà quyết định là bỏ khoảng 10 tới 12 triệu? Thì nói chung lúc đầu á, nói thiệt chứ các bạn á, lúc đầu thì Trà tham gia bên chiến dịch bên AT này á, thì lúc đầu vốn của Trà chỉ có 500 ngàn thôi. Thì Trà test, nói chung tháng đầu tiên là Trà lỗ vốn là lỗ, tháng đầu tiên là lỗ khoảng 320,
Tháng Việt được có 182.000 á. Rồi qua tháng sau á thì Trà nói chung là làm cái lĩnh vực này thì liều mạng. Thì đầu tiên Trà test khoảng chừng 2 ngày trước, Trà thấy cái số mà chuyển đổi á, lợi nhuận của mình đem lại nó đã gọi là nó đã tương đương với cái số tiền mình bỏ vào quảng cáo. Thì bắt đầu Trà test thêm 2 ngày nữa. Bắt đầu nó sẽ sinh lợi, đúng rồi, 4 ngày nó sẽ sinh lợi. Rồi bắt đầu Trà mới liều mạng và chạy tiếp lên luôn. Thì nói chung là do may mắn. Thì bắt đầu từ đó và Trà đã lên luôn. Có nghĩa là Trà các bạn Trà test 2 ngày xong rồi Trà test 2 ngày nữa thì Trà thấy là cái chi phí Trà bỏ ra nó bằng với lại chi phí Trà thu lại rồi. Nên là chưa bị lỗ gì hết. Nên Trà tiếp tục luôn. Nên nếu mà các bạn thấy bị lỗ khoảng quá nhiều thì các bạn phải điều chỉnh lại. Dạ đúng rồi. Bạn Vũ Văn Trường hỏi là anh Trà có SEO web blog không? Nếu có thì thường theo trường phái nào? Chào bạn Vũ Văn Trường. Vũ Văn Trường ha, thì thường á thì Trà hầu như Trà sẽ không có SEO web blog. Hầu như Trà chỉ tại vì Trà trực tiếp của Trà giỏi bên cái chỗ ở Facebook nên đa số Trà sẽ SEO Facebook và rất là nhiều. Có nghĩa là theo thì chị thấy thì là tại vì bạn Trà đang chạy chiến dịch bên tài chánh thì là bạn Trà thấy là cái kênh Facebook sẽ hiệu quả hơn là các kênh khác nên Trà mới còn chốt sale thì chốt trên landing page nên anh Trà này chưa có làm cái SEO cho web và blog, nó là lý do. Hiện tại thì mình thấy là bạn Mai Đăng Thi có hỏi là chào anh Trà, cho em hỏi anh chạy lead trên Facebook để đấu thầu tự động hay thủ công và chi phí Facebook như thế nào? Hồi nãy chi phí Facebook thì mình đã có, anh Trà có share rồi thì Trà có thể chia sẻ với bạn là mình đấu thầu tự động hay đấu thầu thủ công? Trên đó là mình đấu thầu tự động bạn nha. Thì nói chung là Facebook á là nó không dựa vào cái giá đấu thầu của mình, nó sẽ dựa vào cái bài quảng cáo của mình, dựa vào hình ảnh của mình. Nếu cái bài đó như cái nội dung content với cái hình ảnh nếu mà nó gọi là nó chuẩn SEO thì tự động nó sẽ SEO cho mình, là tiết kiệm được một số chi phí quảng cáo. Ok bạn. Mai Đăng Thi hỏi là và lead anh chạy là gì vậy, click to web hay hoàn thành đơn? Hồi nãy là Trà nói là click to web đúng không, chuyển lên web. Dạ đúng rồi. Chuyển đổi lên web bạn. Chuyển đổi trên web bạn Thi à. Bạn Vương Kiến Hào hỏi là thời gian đầu tham gia Trà bắt đầu chiến của lĩnh vực nào đầu tiên? Thời gian đầu tham gia Trà chiến binh lĩnh vực tài chính đầu tiên. Tại sao Trà lại chọn tài chính mà Trà không chọn những cái chiến dịch dễ hơn như là Lazada nghe nó cũng lớn hơn? Nói thiệt các bạn là lúc đầu mình học công nghệ thông tin, mình cũng có biết được một số hữu thực trên Facebook. Nên lĩnh vực tài chính á, theo mình được biết á, là tại vì lĩnh vực tài chính á, là ví dụ như bên vay đi, hầu như ai cũng có nhu cầu vay hết. Càng nhiều người biết đến cái mảng vay là càng nhiều người biết đến cái trang vay của mình thì càng nhiều người đăng ký. Thì lúc đó hầu như là mình sẽ đăng rồi mình sẽ sử dụng số hữu thực để mình sell cái trang bên vay mình lên. Thì song song đó nhờ cái sell cái trang bên vay và được có những cái số chuyển đổi đầu tiên từ bên lĩnh vực tài chính nên Trà quyết định là chạy bên lĩnh vực tài chính luôn. Vậy là Trà có thử trên các lĩnh vực khác chưa? Hay là mình vô lĩnh vực tài chính luôn? Lúc đầu em vô và em làm bên lĩnh vực tài chính luôn. Em chưa làm bên các lĩnh vực kia. Chia sẻ với bạn Hào thêm một chút là tùy theo là mình có những cái giỏi về lĩnh vực nào và mình có hiểu biết về những lĩnh vực nào thì mình có thể đầu tư dùng một cái lĩnh vực đó trước. Giống như hồi nãy Ly có chia sẻ cái xu hướng trong năm nay là xu hướng ngách á, thì là bạn đừng làm quá đại trà thì mình sẽ không có tập trung vào được vào cái nào hết và mình không có đẩy được tốt một cái nào hết. Thì bạn tập trung vô cái lĩnh vực mà bạn cảm thấy là mình giỏi nhất. Ví dụ như bạn là nam thì các bạn nam thường giỏi về điện thoại chẳng hạn thì là bạn có thể làm review điện thoại. Hoặc là bạn như bạn Trà thì bạn Trà thấy là Facebook đã có hiểu biết về Facebook rồi, có cảm thấy là vay sẽ là tốt, sẽ có nhiều người cần vay nên Trà bắt đầu đẩy vay, Trà cảm thấy là vay có thể Trà có thể tìm hiểu được đó.
đó, là bạn có thể tìm kiếm cái thông tin để tham gia một cái chiến dịch mới. Bạn Tuấn Anh Lê hỏi là trong mẫu chuyển đổi chọn hành động mà bạn muốn đánh giá nhất là lượt mua hàng, khách hàng tiềm năng hay lượt đăng ký ạ? Trong mẫu chuyển đổi thì chọn hành động. Lượt đăng ký bạn nha. Thì nói chung là tại vì mình làm mà theo kiểu điền form, mình sẽ thu thông tin của họ, thì mình làm sao cho họ đăng ký điền thông tin của họ vào là được. Thì song song đó, mình sẽ chia sẻ thêm các bạn là cái này là ngoài lại xíu, là giữa Facebook và Google, thì dành cho các bạn new mới á, thì các bạn mới hôm trước thì các bạn có hỏi mình là anh ơi em mới tham gia vô, anh thấy em chạy bên lĩnh vực nào phù hợp, rồi ngành nghề nào phù hợp, thì mình sẽ nói thêm một cái là ví dụ như trên Google á, thì dành cho những người đã có nhu cầu họ lên trên, họ sẽ tìm kiếm từ khóa là những bạn muốn quảng cáo trên Google, và dành cho những người từ khóa là thích hợp cho thương mại điện tử và du lịch. Thứ hai á, là trên Facebook á, là dành cho những người chưa có nhu cầu, thì lên trên mình sẽ tạo thúc đẩy cái nhu cầu cho họ, thì dành cho cái chiến dịch là CPL và điện firm. Bạn Bình Đặng hỏi là cho mình hỏi bạn thu data khách hàng tài chính thì có upsell sản phẩm gì không? Không bạn nha, thì mình chủ yếu mình thu thông tin khách hàng tài chính á, thì mình để mình sử dụng cái chiến thuật là tiếp thị lại. Cái chiến thuật là tiếp thị lại có nghĩa là hồi nãy Trà có chia sẻ là nếu trên Google mà khách hàng search thì là khách hàng đã có nhu cầu mua rồi. Còn khách hàng mà trên Facebook có nghĩa là họ chưa có nhu cầu, mà nếu mà bạn chạy á, thì là quảng cáo lại, thì là bạn do khách hàng cũng có muốn vay nhưng mà chưa có gọi là thật sự là để đủ động lực để họ mua vay á, thì mình có thể marketing lại, lặp lại vài lần để họ thấy được vài lần, thì là đập đi đập lại đó sẽ tạo ra nhu cầu. Đúng rồi, tạo ra nhu cầu của họ. Bạn Thu Đông Hoàng hỏi là khi mới làm, một ngày bạn bỏ ra bao nhiêu tiếng ngồi ôm máy tính để nghiên cứu? Mình nói thiệt bạn là mình là dân công nghệ, nói chung là dân công nghệ mà nam mà rất là biến, thì mỗi ngày á, thì mình chủ yếu dành cho 2-3 tiếng thôi. Mình lên quảng cáo xong mình bỏ và mình đi chơi, tối giờ mình chủ lên xem kết quả là xong. Dạ, hồi nãy em nói là em test 4 ngày. Thì một ngày em bỏ ra chừng 2-3 tiếng. Em lên em điều chỉnh coi em thấy coi nó đúng hay nó sai gì đó. Thì là em có kết quả xong. Đúng em, rồi, xong, kết quả xong. Rồi sửa lại. Xong rồi đi. Sửa xong rồi đi. Đi chơi xong rồi về tối coi lại kết quả. Okay. Nếu ổn thì mình để đó, không ổn thì mình lại sửa tiếp. Ok. Nếu không chọn chiến dịch tài chính thì anh chọn lĩnh vực gì anh? Thì mặc bí cho mấy bạn ha, thì hiện tại thì mình đang xây dựng cái hệ thống về thương mại điện tử và vành du lịch, thì sắp tới chắc khoảng cuối tháng 3 này là cái hệ thống của mình hoàn thành. Thì các bạn có thể theo cái xu hướng affiliate mà hồi đầu mình có chia sẻ, là xu hướng 1 á, là các bạn sẽ thấy là những cái ngành mà dự báo tiếp tục phát triển mạnh như là điện thoại, máy tính bảng, điện tử gia dụng, phụ kiện công nghệ, thời trang, mỹ phẩm, mẹ và bé, du lịch, khách sạn với máy bay, sách, sức khỏe, thẩm mỹ và tài chính, là các ngành mà dự báo tiếp tục tăng mạnh, thì bạn có thể test trong các ngành này, ngành nào phù hợp với bạn, bạn chạy. Nguyễn Ngọc Huy, bạn có thể... bạn Nguyễn Ngọc Huy hỏi là thông tin lợi nhuận có vài bạn comment phía trên rồi đó, bạn kéo lên trên bạn đọc. Bạn Phúc Nguyễn hỏi là anh ơi, anh thu thập thông tin rồi anh tự điền vào luôn hả? Cái này không được nha bạn Phúc Nguyễn. Thì trên cái chỗ chú ý mà trong mỗi chiến dịch á, thì các bạn có thấy á, thì trên cùng một cái ID máy tính không điền được quá nhiều form. Thì nói chung là mình không nên tự điền vào form đăng ký bạn nha. Cái này là Trà đang nói cho chiến dịch Doctor Đồng nha bạn.
Có nghĩa là mỗi chiến dịch nó sẽ có một cái điều kiện khác nhau. Đúng thì rồi. Bạn đọc cái điều kiện đó cho kỹ rồi bạn hãy test thử, xong đó rồi bạn mới làm đẩy ra một cái campaign mạnh luôn. Là tại vì tóc tơ đồng không cho một IP điền nhiều form. Điền nhiều form. Nên bạn không có tự điền leader luôn được nha. Ok. Bạn Nguyễn Đào hỏi là cái Citibank tỷ lệ duyệt là hiện tại là Trà vẫn chưa có tham gia Citibank đúng không ạ? Đúng rồi. Nên bạn cũng chưa có hiểu rõ về cái tỷ lệ duyệt. Thì tỷ lệ duyệt thì tùy theo tùy của Citibank á nha, mình chia sẻ là tùy theo publisher. Có nghĩa là có những bạn tốt, chạy tốt và đúng cái đối tượng khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi có lương tốt và họ thí dụ như là nên target đối tượng là dân, các bạn làm dân công sở thì đúng đối tượng thì tỷ lệ duyệt khá là cao hơn so với lại các bạn mới chạy. Thì target, tại vì cái chiến dịch Citibank cũng một phần là cái chiến dịch mà về thẻ tài chánh á, thẻ tín dụng thì hơi khó, nên bạn phải hiểu rõ cái sản phẩm đó như thế nào thì bạn mới chạy được tốt. Nên bạn lên tìm hiểu nha. Rồi, thì hôm nay thì thời gian của mình đã hết rồi. Thì cảm ơn các bạn. Nếu mà các bạn còn có những câu hỏi nào thì các bạn cứ đặt thêm, rồi bên SSJ sẽ trả lời cho các bạn nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Chào tạm biệt các bạn.